Thưa quý vị và các bạn, cơ sở vật chất trong giao thông là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân, nhưng thường có chi phí lớn phải chờ kinh phí đầu tư từ nhà nước. Thế nhưng câu chuyện cây cầu treo bắc qua sông nối liền hai xã Esa và Eda của huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk lại không như thế. Nhìn vào suốt dọc cây cầu treo dài hơn nửa cây số, không thấy có một bảng thông báo nào về thông số cây cầu, về đơn vị xây dựng cầu, ngày tháng cũng như kinh phí làm cầu treo như quy định. Tìm hiểu người dân nơi này thì được biết, trước khi có cây cầu treo này, đây là bến đò ngang, việc qua lại đôi bờ rất nguy hiểm. Sau đó, một người dân đã tự bỏ tiền túi xây cầu và quản lý vận hành. Ý là đi đường này thì rút ngắn được 5 cây, còn đi đường quốc lộ thì nó mình hơn 5 cây. Nhưng mà đi đường này thì mất 5.000, cả đi cả về. Không, cái chuyện đời sống nhân sinh chẳng qua đi tắt, đi ngang tắt nó gần hơn 5 cây số thôi, chứ còn mà nó cũng chả liên quan gì hết. Nếu như đi đường chính thì nó cũng sao cả. Còn mình muốn đi tắt đi nó nhanh hơn. Kể từ khi cây cầu hoàn thành đưa vào sử dụng thì cũng là lúc xuất hiện nhiều luồng ý kiến khác nhau về việc tư nhân tự xây cầu, tự thu tiền, có cả những lo lắng về vấn đề đảm bảo an toàn cho người và cây cầu, vân vân. Dẫu thế thì cây cầu treo bắc qua hai xã Esa và Eda vẫn ngày ngày chở theo biết bao niềm vui và cả những nỗi niềm giữa đồi bờ. Không biết quý vị khán giả có nhìn nhận sự việc này như thế nào? Không biết khi mà người đứng ra xây cầu có bàn bạc như thế nào? Song đây cũng là một sự việc tích cực về sự chủ động của người dân trước nhu cầu thực tế của cuộc sống. Một cây cầu để vận hành đi qua bao mưa nắng thì vẫn cần kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Việc họ thu phí thì cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là các yếu tố kỹ thuật và phương án vận hành liên quan đến an toàn cho các phương tiện và người dân khi lưu thông qua cầu. Theo tôi nghĩ, vấn đề này có thể hoàn toàn nằm trong tầm giải quyết hỗ trợ của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.